Khán giả đã quay trở lại với kênh Gia Bảo Luxury. Rất là vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay để chúng ta cùng tìm hiểu và review về chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711. Đồng hồ thể thao xa xỉ, thuật ngữ thường được sử dụng để nhắc đến những mẫu đồng hồ có kiểu dáng thể thao bằng thép không gỉ, nhưng giá bán lại không hề thua kém đồng hồ từ vàng. Với những ai theo dõi từng hoạt động của ngành đồng hồ cơ học thì sẽ không thể không thừa nhận rằng những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ có một lịch sử đầy thú vị ngay cả từ khi mới xuất hiện. Chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ đầu tiên được giới thiệu vào năm 1972, mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak REF 5402ST. Phân khúc đồng hồ này cho thấy nguồn tiềm năng vô tận mà rất nhiều thương hiệu sau đó cố gắng bước chân vào. Có kẻ đi đến vinh quang, nhưng nhiều hơn trong số đó là nhận về những trái đắng. Mẫu đồng hồ mà chúng ta đánh giá ngày hôm nay được xem là minh chứng cho sự thành công của một số ít thương hiệu. Không phải Royal Oak, ngôi vương của bài viết này là Patek Philippe Nautilus với mã hiệu 3711. Chiếc đồng hồ Nautilus đầu tiên với mã hiệu 3700 được Patek Philippe giới thiệu vào năm 1977 và đây là một thiết kế của Gerard Genta, cha đẻ của nhiều mẫu đồng hồ biểu tượng đến từ các thương hiệu khác. Cho tới năm 2006, những chiếc đồng hồ Nautilus 3 kim một lịch mới nhất đó là REF 5711 với bộ vỏ từ thép không gỉ được hoàn thiện sáng bóng đã được Patek Philippe tung ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm của cả bộ sưu tập. Ngay từ đầu năm 2018, giá retail của đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711 đã tăng trung bình 20% so với giá ban đầu, đó là từ 24.840 USD lên 29.800 USD. Lý do được quy cho là nhu cầu về những chiếc đồng hồ Nautilus đang ngày một tăng. Còn tại thị trường đồng hồ cũ thì Nautilus REF 5711 đang có mức giá là tầm 40.000 USD, thậm chí còn hơn vậy. Nếu muốn mua chiếc đồng hồ này với giá retail thì các bạn cứ chờ tầm 8 năm tại các đại lý chính hãng, rất là đơn giản. Muốn nhanh sở hữu Nautilus 5711 trong thời điểm hiện tại, nhiều khách hàng tìm đến thị trường xám. Như đã đề cập ở trên, giá bán của chúng thường không dưới 40.000 USD, thậm chí còn đạt ngưỡng 50.000 USD với chiếc mà chưa từng được sử dụng. Gấp rưỡi hay là gấp đôi, vẫn có người sẵn sàng chỉ để mua một mẫu đồng hồ bằng thép không gỉ như Nautilus 5711. Và cùng Gia Bảo Luxury khám phá mẫu đồng hồ có khả năng sinh siêu lời này có gì thú vị nhé! Ra đời vào năm 1976, Nautilus chính là đối trọng của Royal Oak. Cùng thuộc phân khúc dòng đồng hồ thể thao xa xỉ, nhưng Nautilus và Royal Oak lại có vẻ ngoài thực sự thanh lịch. Không chỉ có thể phối hợp với áo polo, quần jeans, quần thể thao, bộ khung mỏng của Nautilus 5711 thực sự có thể phù hợp với cả áo sơ mi trong những bộ suit lịch lãm. Không chỉ riêng mình tôi mà nhiều người đã từng sở hữu Nautilus hay có cơ hội lên tay đều thừa nhận rằng phiên bản đồng hồ Nautilus hiện đại như là REF 5711 rất hữu dụng, mỏng, trang nhã và phù hợp với mọi loại trang phục cho mọi sự kiện từ nghiêm trang tới sang trọng. Patek Philippe REF 5711 được giới thiệu lần đầu vào năm 2006. Như vậy đã hơn chục năm trôi qua, nhưng chiếc đồng hồ hiện tại vẫn cho điều kiện tốt xuất sắc. Mẫu đồng hồ Patek Philippe REF 5711-1A có vỏ khung 40mm trong kiểu dáng đặc trưng trong làng chế tác. Rất dễ nhận ra dòng đồng hồ Nautilus vì kiểu dáng vành bezel hay dây đeo có 102, thậm chí bởi kiểu dáng lạ nên là ngay từ lúc ra mắt năm 1976 thì chiếc REF 3700 đã nhận về vô số lời khen chê lẫn lộn. Có những người không ngần ngại mà đặt ra nghi vấn liệu rồi ai sẽ đeo mẫu đồng hồ này trên tay. Và bàn về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, Nautilus 5711 có vành bezel đồng hồ nhìn xa như là hình cushion, nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy có 8 cạnh. Những cạnh được đánh bóng sáng loáng, tương phản hoàn toàn với bề mặt chảy xước từ vành bezel, chuẩn chỉnh tới từng mm, không để dư thừa bất cứ chi tiết nào. Giá trị của Nautilus 5711 đến từ chi tiết nhỏ nhất, trong số đó là phương pháp hoàn thiện bộ vỏ đồng hồ mà chính hãng từng tuyên bố. Nautilus là minh chứng hoàn hảo cho việc hoàn thiện bộ vỏ đồng hồ và dây đeo một cách thủ công, đặc biệt là kỹ thuật đánh bóng. Sau được xử lý qua máy, mỗi bộ vỏ đã bao gồm cả dây, cần đến 55 công đoạn xử lý tiếp theo. Với dây đeo, từng mối nối sẽ được chăm sóc đặc biệt. Hai mối nối bên ngoài được trải xước bề mặt trên dưới, còn mối nối trung tâm lại được đánh bóng từng chút một. Đặc biệt, mối nối trung tâm phải thật sáng loáng, trông như một chiếc gương soi, như vậy mới là hoàn hảo. Bên trong vỏ khung là mặt số với màu xanh gradient.
Đây là thuật ngữ để chỉ mặt số có thể chuyển sắc, với sắc xanh đóng vai trò chủ đạo. Từng cọc chỉ giờ đính nổi ở bên trong đều làm từ vàng trắng và đã được phủ chất vắt quang ở bên trên. Một yếu tố không thể thiếu khi mà nhận diện dòng đồng hồ thể thao. Tại góc 3 giờ thì Patek Philippe đã đặt ô cửa sổ hình chữ nhật thay vì cọc chỉ 3 giờ đồng hồ trên mặt số. Với những chi tiết trên thì chiếc đồng hồ này có vẻ ngoài gần như là tương đồng với REF3700 thời kỳ đầu tiên nên là rất được lòng giới sưu tầm. Với mẫu Nautilus 5711 này, hãng đã sử dụng bộ máy tự động nâng cấp với bộ máy trên thiết kế nguyên bản. Bộ máy đồng hồ được quan sát kỹ hơn nhờ mặt kính Sapphire 324SC. Được biết là Caliber 324ST đã được tích hợp rất là nhiều cải tiến vượt bậc mà chỉ có Patek Philippe đã nghiên cứu trong thời gian qua. Ví dụ điển hình như là bánh xe cân bằng Wiremax, dây tóc Silimva cùng với hỗ trợ duy trì tần số hoạt động của đồng hồ là 28.800 VPH. Cũng bên dưới mặt kính Sapphire thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng roto bằng vàng 21K tạo năng lượng cho chiếc đồng hồ hoạt động trong khoảng 45 giờ. Toàn bộ bộ máy chỉ dày có 3,3mm trong tổng độ dày 8,3mm của mẫu đồng hồ Nautilus 5711. Không hay xuất hiện trong nhiều bài đánh giá về đồng hồ của mình trước đây, tôi rất ít khi nhắc đến khả năng mua đi bán lại của một mẫu đồng hồ. Điều chúng ta hay đề cập đến là tính thanh khoản. Nhưng riêng Patek Philippe Nautilus, đây sẽ là ngoại lệ trong số ít những ngoại lệ. Chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ này hiện vô cùng được săn đón và có giá trị với nhiều người sưu tầm. Thậm chí giá trị của Nautilus còn ngày một tăng. Minh chứng rõ rệt nhất chính là giá bán của Nautilus tại thị trường thứ cấp luôn gần gấp đôi với giá bán lẻ. Khá là tương tự với trường hợp của chiếc Rolex Gamete Master 2 Rep 126710 BLRO Pepsi, đúng không nào? Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury nghĩ sao về mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711 mà chúng tôi vừa mới nhắc trong video ngày hôm nay. Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên đón xem những video tiếp theo để cùng chúng tôi tìm hiểu về những mẫu đồng hồ hot nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!